Mới đây, mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh hai cô gái lắm la lắm lét trước cửa nhà dân để thực hiện hành vi trộm bóng đèn. Lợi dụng lúc đường vắng, cô gái đứng lên vai đồng bọn, lấy trộm bóng đèn trên cao. Không rõ hai cô gái này có biết toàn bộ hành động trên đã được camera ghi lại hay không. Theo đoạn clip, hai cô gái này đến trước một nhà dân và ngó nghiêng trước sau. Khi thấy xung quanh không có ai, cô gái áo trắng ngồi xuống, cô gái áo hoa đứng lên vai cô gái áo trắng và bắt đầu giật lấy chiếc bóng đèn. Trong lúc phối hợp trộn cắp do đứng không phẫn, cô gái áo hoa ngã sỏng xoài khá đau đớn xuống đường. Tuy nhiên, cùng lúc này cô gái này cũng giật được chiếc bóng đèn xuống. Cả hai cô gái sau đó cũng cầm theo chiếc bóng đèn vừa trộm được rời khỏi hiện trường. Tưởng chừng hành động của mình không ai hay nhưng camera an ninh của chủ nhà đã ghi lại được tất cả. Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi ngán ngẩm trước hành động trộm cắp của hai cô gái này. Cái bóng đèn có mấy chục nghìn ăn cắp chi cho vừa ngã đau đớn vừa mang tiếng không biết. Con gái mà ăn cắp xấu hổ thực sự. Xem được clip này thì mặt mũi không biết để đi đâu luôn nhỉ. Lấy trộm một cái bóng đèn mà ngã suýt nhập viện đến ngán ngẩm với hai cô này là những bình luận mà cư dân mạng để lại.